Một chiếc giường ngủ trị giá 175.000 Mỹ Kim trở thành chiếc giường mắc nhất trên thế giới, tên từ New York. Một chiếc giường được trưng bày tại thành phố New York với cái tên gọi là chiếc giường hoàng gia, có giá bán lên đến 175.000 Mỹ Kim, đã trở thành chiếc giường mắc nhất trên thế giới. Phát ngôn viên của công ty sản xuất giường ngủ Savoy, ông Alistair Hook, trả lời với giới báo chí truyền thông địa phương rằng đây là một chiếc giường có kích thước king size và chắc chắn bất cứ người nào trở thành chủ sở hữu sẽ có được những cảm giác tuyệt vời, xứng đáng với món tiền đã bỏ ra. Mỗi chiếc giường hoàng gia được đóng bằng tay bởi một người thợ chuyên nghiệp, theo yêu cầu của mỗi khách hàng. Phải mất gần 700 giờ làm việc để đóng một chiếc giường hoàng gia. Ông Huyết nói rằng chiếc giường có giá 175.000 Mỹ Kim này sẽ tạo cho người nằm cảm thấy như là mình đang nằm trên mây. Mỗi chiếc giường được thiết kế theo hình dáng và trọng lượng của khách hàng. Công ty Savoy chỉ nhận thiết kế 60 chiếc giường cho các khách hàng trên toàn thế giới và đã nhận được đơn đặt hàng đầu tiên. Con số 60 được ấn định nhằm kỷ niệm 60 năm nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trị vì Vương quốc Anh. Một khách hàng từ Trung Cộng đã đặt mua chiếc giường 175.000 Mỹ Kim đầu tiên. Trong khi một số người chịu bỏ hàng trăm ngàn Mỹ Kim để mua những chiếc đồng hồ hay những chiếc xe hơi sang trọng, thì cũng có những người khác bỏ rất nhiều tiền để mua một chiếc giường hoàng gia xứng đáng cho một vị vua sử dụng.